Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ 6, ngày 10 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Chương trình Thời sự tối nay có những tin đáng chú ý sau đây. Bàn giao công tác của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình. Huyện Vũ Thư tích cực thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phát triển. Phát hiện và thu giữ số lượng lớn nước đóng chai vi phạm trong sản xuất và kinh doanh của công ty Tiên Hải, xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị bàn giao công tác của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành liên quan, các huyện thành phố dự hội nghị. Tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hội nghị đã thông qua biên bản bàn giao, chứng kiến việc ký biên bản bàn giao công tác Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình giữa đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, với ba nội dung chính gồm các chủ trương, chính sách lớn của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế xã hội, các chương trình, dự án đầu tư lớn cần tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới, tài sản, tài chính ngân sách thuộc cấp tỉnh quản lý. Phát biểu tại buổi bàn giao, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khái quát lại những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh thực hiện trong nửa đầu nhiệm kỳ triển khai, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Thái Bình là một trong ba tỉnh thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất vùng đồng bằng sông Hồng, nền kinh tế liên tục tăng trưởng ở mức hai con số, năm sau cao hơn năm trước. Cơ bản hoàn thành các mục tiêu, định hướng lớn, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra, trong đó có một số mục tiêu đề ra từ nhiều nhiệm kỳ trước như việc thành lập khu kinh tế Thái Bình, triển khai xây dựng tuyến đường bộ ven biển, thu hút đầu tư công nghiệp chuyên phục vụ nông nghiệp và phủ kín mạng lưới nước sạch nông thôn trong toàn tỉnh, tích cực góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện, bền vững của tỉnh trong tương lai. Thu ngân sách trên địa bàn vượt dự toán được giao, lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ nét, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn sự hợp tác, chung sức đồng lòng, tạo điều kiện giúp đỡ của các đồng chí thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố, cán bộ và nhân dân toàn tỉnh để đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới của mình, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo điều hành Ủy ban Nhân dân tỉnh hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh đề ra trong thời gian tới. Phát biểu nhận công tác, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn, nghiêm túc tiếp thu ý kiến, mong muốn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục theo dõi, chỉ đạo định hướng tập thể Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ngành, các huyện, thành phố, đồng thời bày tỏ quyết tâm tiếp tục củng cố, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong tập thể Ủy ban Nhân dân tỉnh, các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành, các huyện, thành phố phát huy những kết quả đã được, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tích cực góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Thu ngân sách tỉnh Thái Bình dự hội nghị tuyên dương tổ chức cá nhân nộp thuế tiêu biểu năm 2017. Năm 2017, tổng thu nội địa trên địa bàn đạt gần 116% dự toán Bộ Tài chính. Trong kết quả đó, có sự đóng góp lớn từ nguồn thuế thu nhập doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có số nộp ngân sách lớn như công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thủy bộ Hải Hà, công ty cổ phần tập đoàn Hưng Sen, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Thái Bình, công ty hóa chất mỏ Thái Bình Mico, công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Thái Bình. Ngành thuế đã bình chọn 65 tổ chức cá nhân tiêu biểu, đề nghị Bộ Tài chính, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh Thái Bình khen thưởng. Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Thu ngân sách tỉnh biểu dương các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, đồng thời yêu cầu ngành thuế tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, phối hợp kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, từng bước xử lý nợ xấu gắn với hỗ trợ phát triển thị trường.
Tiếp đó vào chiều nay, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo điều dưỡng viên chất lượng cao giữa Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bệnh viện Đa khoa Chất lượng cao tỉnh Thái Bình. Theo thỏa thuận, hai đơn vị sẽ hợp tác tổ chức cho sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình thực tập trong môi trường thực tế của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bệnh viện Đa khoa Chất lượng cao tỉnh Thái Bình, áp dụng các kiến thức đã học vào việc phân tích, giải quyết các vấn đề thực tế của công tác chăm sóc người bệnh, phối hợp tìm kiếm, thẩm định các đối tác quốc tế để tạo môi trường, cơ sở làm việc sau khi ra trường cho sinh viên. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bệnh viện Đa khoa Chất lượng cao tỉnh Thái Bình kêu gọi đối tác đầu tư thiết bị, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo để triển khai tại Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao sự hợp tác của Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bệnh viện Đa khoa Chất lượng cao tỉnh Thái Bình. Đồng chí đề nghị hai đơn vị tiếp tục chi tiết, cụ thể hóa các nội dung trong chương trình hợp tác, thể hiện rõ quyền lợi, nghĩa vụ của từng đơn vị, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, mở rộng đối tác, kết hợp với các đơn vị khác để nâng cao hiệu quả hợp tác và phối hợp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cần có sự định kỳ kiểm điểm, điều chỉnh cần thiết để việc hợp tác tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động mang tính xã hội, củng cố thương hiệu của từng đơn vị. Chiều nay, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng đại diện các sở ban ngành đã có buổi làm việc với Huyện ủy Kiến Sương để kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới. Tính đến hết tháng 7 năm 2018, huyện Kiến Sương có 28 trên 35 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện tại còn 7 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới, bao gồm Trà Giang, Quyết Tiến, An Bồi, Minh Hưng, An Bình, Hòa Bình và Minh Tân. Đối với các xã này, qua việc tự đánh giá mới đạt từ 11 đến 17 trên tổng số 19 tiêu chí. Hiện tại các địa phương này cần nguồn vốn từ 5 đến 15 tỷ đồng để hoàn thiện các tiêu chí còn lại. Trong năm 2018, có 2 xã đăng ký về đích nông thôn mới, bao gồm Minh Tân và Hòa Bình. Đối với cấp huyện, hiện nay Kiến Sương đã đạt 5 trên 9 tiêu chí. Hiện tại huyện còn 4 tiêu chí chưa đạt, bao gồm tiêu chí số 1 về quy hoạch, số 2 về giao thông, số 5 về y tế, văn hóa, giáo dục và tiêu chí số 7 về môi trường. Để phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới trước năm 2020, các đồng chí trong đoàn công tác yêu cầu huyện Kiến Sương cần tiếp tục chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, bảo đảm thực chất bền vững. Đối với các xã đăng ký về đích xây dựng nông thôn mới trong năm 2018, phải xây dựng kế hoạch, lộ trình, xác định nguồn lực để hoàn thiện các tiêu chí theo quy định. Các xã còn lại tiếp tục rà soát, lựa chọn các tiêu chí cần ít kinh phí để tập trung hoàn thành trước. Tập trung xây dựng quy hoạch điểm dân cư để đấu giá đất theo quyết định 372 để huy động kinh phí xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, với vị trí địa lý thuận lợi là cửa ngõ phía nam của tỉnh Thái Bình, những năm qua, huyện Vũ Thư luôn tích cực thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Phản ánh của phóng viên thời sự. Xưởng sản xuất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn HNP thuộc Tổng Công ty May 10 là một trong những dự án lớn được triển khai xây dựng trên địa bàn huyện Vũ Thư trong năm 2018. Dự án đã nhanh chóng hoàn thành sau 5 tháng thi công, hiện đã đi vào hoạt động và tạo việc làm cho gần 300 lao động. Dự kiến từ nay đến cuối năm, công ty HNP sẽ hoàn thành giai đoạn 1, tiếp tục đưa vào sản xuất 4 chuyển máy nữa. Cả hai giai đoạn xây dựng được hoàn thiện, công ty sẽ tạo việc làm cho hàng nghìn lao động nông thôn với thu nhập ổn định từ 4 triệu đồng một tháng trở lên. Các phòng ban Vũ Thư cũng rất tích cực giúp đỡ May 10 trong các cái thủ tục hồ sơ và đặc biệt là giúp đỡ trong cái việc mà giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện tốt nhất để có bằng sớm nhất để cho May 10 đầu tư dự án. Và trong suốt quá trình đầu tư dự án tại xã Đồng Thanh, huyện Thái Bình thì các đồng chí ở huyện cũng như ở xã Đồng Thanh luôn luôn ủng hộ May 10, giúp May 10 về mặt an ninh, về mặt trật tự, về mặt xã hội cũng như là thông báo tích cực cho May 10 trong các tuyển dụng lao động. Với 7 cụm công nghiệp hiện có, huyện Vũ Thư còn tích cực thu hút các nhà đầu tư hạ tầng, qua đó đưa các cụm công nghiệp trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư thứ cấp. Các dự án đầu tư đều nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định. Ủy ban Nhân dân huyện cũng như các ban ngành của huyện tạo điều kiện giúp đỡ chúng tôi trong việc giải phóng mặt bằng cũng như đảm bảo cái an ninh trật tự để nhà máy đi vào hoạt động. Các cái địa phương mà nằm ở các vùng sâu vùng xa hoặc các vùng mà như vậy nhiều lao động thì chúng tôi cũng sẽ tạo điều kiện cho các cái dự án, các cái doanh nghiệp vào để như vậy xây dựng thực hiện các cái dự án về phát triển công nghiệp,
cũng như thương mại dịch vụ, hỗ trợ mọi mặt để như vậy các cái dự án được nắm bắt được cụ thể về các lĩnh vực, các chính sách cơ chế của huyện thu hút đầu tư trong thời gian vừa qua cũng như thời gian sắp tới. 6 tháng đầu năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp của huyện Vũ Thư đạt gần 1.200 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2017. Trên cơ sở các văn bản quy định về thu hút đầu tư của Trung ương và của tỉnh, huyện Vũ Thư đã vận dụng ban hành một số chủ trương khuyến khích thu hút đầu tư phù hợp với tình hình của địa phương. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nửa cuối năm 2018, thì một trong những giải pháp trọng tâm mà huyện Vũ Thư đưa ra đó là tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh, tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc. Và thực tế đã chứng minh có nhiều doanh nghiệp mới đi vào hoạt động và họ đã hoạt động ổn định. Những tin tức tiếp theo sẽ có trong chương trình. Nghị lực vươn lên của các nạn nhân chất độc da cam ở xã Nam Cường, huyện Tiền Hải. Phát hiện và thu giữ số lượng lớn nước đóng chai vi phạm trong sản xuất và kinh doanh của công ty Tiên Hải, xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà. Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo đề án phát triển du lịch cộng đồng tại xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư và dự thảo quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng tại các đô thị trên địa bàn tỉnh. Làng vườn xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư được đánh giá là có nhiều lợi thế trong phát triển loại hình du lịch cộng đồng. Đây là địa phương có nghề truyền thống làm vườn, trồng cây ăn quả, cây cảnh, trồng hoa, với cảnh quan sinh thái đẹp, trong lành. Tuy nhiên, việc khai thác tiềm năng du lịch của Bách Thuận còn manh mún, chưa thực sự hiệu quả. Hiện chưa có các công trình công cộng phục vụ kinh doanh du lịch. Đề án đã định hướng và phân kỳ chi tiết từng giai đoạn thực hiện cũng như đề ra nhiều giải pháp trọng tâm. Tuy nhiên, theo các đại biểu, đề án chưa xác định rõ mục tiêu cũng như các sản phẩm du lịch sẽ phát triển tại làng vườn, tính kết nối với các điểm du lịch lân cận. Sau khi nghe các đại biểu đóng góp vào đề án, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các sở ngành, kết hợp thực tiễn làng vườn Bách Thuận để chỉnh sửa, xây dựng đề án báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng thống nhất với nhiều đại biểu về việc tạm thời chưa ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường. Trước mắt, giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, soạn thảo ban hành văn bản, hướng dẫn quy trình thủ tục đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng, xây dựng ngân hàng tên để các địa phương tổ chức thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay mùng 10 tháng 8, ngày vì nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam. Ở Thái Bình thời gian qua, nạn nhân chất độc da cam luôn được các cấp các ngành quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện để ổn định cuộc sống. Nhiều nạn nhân không gục ngã trước thử thách khắc nghiệt, bằng ý chí nghị lực của mình đã vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Phóng sự sau sẽ đề cập đến nghị lực vượt khó của các nạn nhân chất độc da cam ở xã Nam Cường, huyện Tiền Hải. Năm 2005, ông Tô Tiến Dũng, hội viên nạn nhân chất độc da cam thôn Hoàng Môn, xã Nam Cường, quyết định mở cơ sở sản xuất nhựa tái chế với quy mô diện tích trên 400 m². Hiện cơ sở sản xuất của ông Dũng đang tạo việc làm thường xuyên cho 12 đến 15 lao động. Đằng sau thành công trong công việc của ông Dũng, đó là chuỗi ngày dài mà ông đã phải chiến đấu, vượt lên nỗi đau bệnh tật để làm điểm tựa tinh thần cho các thành viên trong gia đình. Về sức khỏe nó bị nhiễm độc da cam nữa, về sức khỏe thì nó ngày bình thường, những ngày mưa nắng trở trời kia là nó cũng đau đớn, từ vết thương cũng có, về chất da cam, chất độc mọi vấn đề. Vì cái công việc nó hăng say quá thì cũng cứ phải nhúng tay vào làm thôi, còn sức khỏe còn chút nào thì theo cố gắng làm thế đấy để cùng con cháu, bố con cùng làm ấy, để động viên các cháu làm. Ở tuổi gần 70, nhưng ông Trần Xuân Hữu, hội viên nạn nhân chất độc da cam chi hội thôn Hoàng Môn, xã Nam Cường, vẫn cần mẫn phát triển kinh tế. Với diện tích gần 3 hectare ao đầm, nuôi tôm, ngao giống, cá vược, cá song, sản xuất ổn định đã tạo thu nhập khá cho gia đình ông. Cái nghề thủy sản này nó phù hợp với chúng tôi lắm. Vì vậy cho nên là mình làm kinh tế thì mình cố gắng làm kinh tế gia đình. Chúng tôi làm năm nay là đi 14-15 năm nay rồi. Nuôi con cá vược, rồi nuôi cá song, thế xong rồi giờ chuyển đổi sang nuôi ngao, rồi nuôi con tôm. Hội nạn nhân chất độc da cam xã Nam Cường hiện có 56 hội viên trực tiếp. Những năm qua, hội viên nạn nhân chất độc da cam xã Nam Cường đã vượt qua nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần, vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc.
Đối với chúng tôi thì là hội viên hội nạn nhân chất độc da cam, thì qua những cái 5 tháng coi như chiến đấu ở trong chiến trường đến khi coi như là về quê hương thì chúng tôi cũng coi như là xác định là mình là người lính của cụ Hồ. Dù bất biết ở trong hoàn cảnh tình huống nào thì anh em chúng tôi cũng quyết tâm coi như là thực hiện bằng được coi như là cái tinh thần, cái nghị quyết của coi như là đảng bộ và nghị quyết của coi như là hội đồng nhân dân xã. Chính nhờ ý chí kiên cường, nghị lực vượt khó của người lính đã giúp họ chiến thắng bệnh tật và thành công trong sự nghiệp, trong cuộc sống, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc. Qua thông tin tố giác, Đội Quản lý Thị trường Chống Hàng Giả Thái Bình vừa phát hiện và thu giữ số lượng lớn nước đóng chai vi phạm trong sản xuất và kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Tiên Hải, xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà. Qua kiểm tra, Đội Quản lý Thị trường Chống Hàng Giả Thái Bình đã phát hiện 600 chai nước loại 350ml và 10 bình loại 19,5 lít nước của công ty trách nhiệm hữu hạn Tiên Hải vi phạm trong sản xuất kinh doanh. Cụ thể, công ty trách nhiệm hữu hạn Tiên Hải đã lợi dụng uy tín và chất lượng của sản phẩm nước khoáng Tiên Hải trên thị trường để làm ra sản phẩm nước khoáng Tiên Hải với kiểu dáng và mẫu mã tương tự. Cơ quan chức năng kết luận, công ty trách nhiệm hữu hạn Tiên Hải có dấu hiệu xâm phạm nhãn hiệu sản phẩm của nước khoáng Tiên Hải. Ngoài ra, 600 chai nước của công ty trách nhiệm hữu hạn Tiên Hải, dù thể tích thực chỉ có 350ml, nhưng lại ghi trên nhãn bao bì là 500ml nhằm đánh lừa và móc túi người tiêu dùng. Đáng chú ý, các sản phẩm của đơn vị này chưa được kiểm định chất lượng, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ số hàng hóa trên và lập biên bản xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Cũng theo Quản lý Thị trường Chống Hàng Giả cho biết, hiện nay các hành vi làm nhái làm giả sản phẩm của các đơn vị có thương hiệu trên thị trường ngày càng diễn biến phức tạp. Bởi vậy, người tiêu dùng cần xem xét kỹ sản phẩm trước khi mua và sử dụng để tránh mua phải các loại hàng hóa kém chất lượng. Chúng tôi cũng có một số các cái lời khuyên đối với người tiêu dùng là nếu như mà người tiêu dùng đã sử dụng cái sản phẩm của chúng tôi lâu năm rồi thì sẽ căn cứ vào một số các cái dấu hiệu như sau để nhận biết được rõ là cái sản phẩm chính hãng. Thứ nhất là trên cái sản phẩm của chúng tôi là có cái logo của ngành dầu khí rất là rõ ràng, có logo ngọn lửa. Thứ hai là có một số các cái chứng chỉ về ISO, về các cái quy chuẩn của Việt Nam. Và đặc biệt là cái logo thì nó rõ cái hình mặt trời, có cái slogan là nguồn khoáng quý nơi biển sâu. Thì ở trong cái tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều có các cái mã số mã vạch. Mà khi bật cái tra cứu lên thì người tiêu dùng có thể được đầy đủ các cái thông tin về sản phẩm cũng như là cái nơi xuất xứ, giá cả, rồi cái chất lượng của sản phẩm chính hãng là nước khoáng Tiên Hải. Và sau đây là tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 13 giờ ngày 10 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên vùng biển phía đông đảo Hải Nam, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 50 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km. Đến 13 giờ ngày 11 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực phía đông bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở vùng biển phía Tây Bắc, khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình có công điện khẩn số 17 yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp các ngành. 1. Thực hiện nghiêm nội dung công điện số 16 CDPCTT hồi 7 giờ ngày 9 tháng 8 năm 2018 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. 2. Thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động tìm nơi tránh trú an toàn, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Giữ liên lạc với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra. 3. Kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền, các phương tiện hoạt động trên biển, hoạt động của các lồng bè, chòi nuôi trồng thủy sản để đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn tàu thuyền neo đậu trong các khu trú tránh an toàn. 4. Sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu, theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng, trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Hết công điện.
Đến đây, chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang web thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên trang fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.